Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu bác một mẫu Cronus đến từ thương hiệu Pháp, model Begium 510D. Thì hôm trước em cũng có về một chiếc dòng Cronus Begium 520R, đấy là mẫu dòng xe đua. Thì nay em về một chiếc model dòng xe touring của Cronus với cái tông màu đỏ trắng đến từ thương hiệu Pháp. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu Touring Cronus model Begium 510D. Model lần này em về với cái tông màu chủ đạo, tông màu trắng điểm chỉ đỏ trên khung xe, dành cho các bác yêu thích những tông màu sáng. Lớp sơn cũng còn rất là đẹp lắm nhé. Model là Begium 510D. Hôm trước cách đây vài hôm em có giới thiệu qua các bác cái mẫu Cronus Begium 520R, đấy là dòng xe road bike, dòng đua. Thì nay về một chiếc dòng touring. Em sẽ quay bác lướt sườn của xe. Tổng thể của xe còn rất là đẹp, rất sáng và bóng luôn nhé. Xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn và cẩn thận. Hợp kim nhôm, khung nhôm Lamy Alloy Technology, khung nhôm nhôm nhẹ nhé. Cổ hút ghi đông chính hãng bản theo xe của Cronus, đông tay lái chính hãng của Cronus luôn. Và đặc biệt xe trang bị với cấu hình xe đua, trang bị với Cronus Shimano Sora. Cronus Shimano Sora trang bị với 9 tầng lip. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu Techo Vela, phanh dầu phía đằng trước, phanh dầu thủy lực. Đằng bên phải em được sử dụng với bên tầng đĩa, 2 tầng đĩa của Shimano Sora. Và cụm phanh sau được sử dụng cụm phanh dầu Techo. Càng nhôm Cronus như bản đó xe cũng còn rất là mới luôn. May bạc đạn Hu Novatech, may hãng của Novatech cũng rất là tên tuổi đó nhé, chuyên dòng những dòng xe may bạc đạn ở Hu Novatech, chính hãng nguyên bản đó xe luôn. Vành chính hãng của Cronus, design Francis của Pháp đó nhé, design này, design của Pháp này, vành chính hãng của Cronus, Cronus luôn đấy nhé. Lốp nguyên bản theo xe, lốp còn rất là mới, lốp mà sử dụng lốp Canada. Kích thước lốp 700 x 28 cm. Dưới gầm xe vẫn còn cái mã vạch chính hãng của xe, nguyên bản theo xe. Giá bình nước theo xe. Bên phía này thì có trang bị thêm là cái để cho bác để bơm mili, cho bác có về để sử dụng theo xe luôn, có về để sắm. Sử dụng với gạt đĩa Shimano Sora, đồi như trục giống Pro View. Cọc in của Cronus. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora, sẽ trang bị với group Shimano Sora 9 tầng lip. Lip xích còn rất là mới, xe rất là ít sử dụng. May đằng sau là may Hu bạc đạn Novatech. Vành là Cronus, design Phần Lan. Kích thước lớp sau lớp 700 x 23 cm, 28 cm. Chiều cao ở khung thì nó rõ ghi đây là size 50. Bây giờ chúng ta sửa cao đúng của khung xe. Vâng, chiều cao khung đứng của xe cũng là size 50. Trên khung xe thể hiện rõ số khung trên xe luôn. Chiều ngang khung là size 52. Thì ở các bác cả từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với khung group Shimano Sora, may khung bạc đạn
của Duratec lên nhíp này. Sử dụng trước sau là đều là phân dầu. Chúng nhíp. Nếp xích còn rất là mới không nhá. Bên phải em mà đùi đĩa trục giống của Dogim, đặt đĩa Sora xuống đĩa. Lên đĩa. Cái carbon và trơn tru mượt mà nhá. Xe cũng còn độ mới rất là cao. Nước sơn nguyên bản theo xe còn rất sáng và bóng luôn. Hôm trước em có về cái mẫu của đôn hút Pigeum 520R của dòng xe đua. Thì em về một chiếc dòng xe Touring được trang bị với cờ lúc xe đua Shimano Sora. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring của đôn hút thương hiệu đến từ Pháp, model Pigeum 510D và xe được trang bị với cờ lúc Shimano Sora, vành mê bạc đạn cặp của Hu Lovatec. Và xe giá tốt anh em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác là con thương nhận qua Zalo 0975 709 943. Ở đây YouTube tìm kiếm xe đạp, đăng ký theo dõi kênh. Bảo mật các chuyện ngày mai.